Em chào anh. Sao còn ở đây? Người ta chưa bắt em ra pháp trường à? Tại sao? Bởi vì xinh đẹp là một tội ác. Đúng vậy, em đẹp nhất trên thế gian này. Gặp em vào thời điểm anh đang chấm tay trả lẽ. Chỉ riêng ta không may mắn vậy. Muốn ôm chặt lấy em nhưng tiếc là em không giang tay. Yêu em là trọng tội, anh sẵn sàng ra pháp trường. Và thánh ca không gọi tên anh trong lễ đường. Và tâm sự không còn là lời rap thường. Như hai đường thẳng cách nhau rồi mai rẽ hướng. Nên đừng tiếc cho những chuyện mà ta từng biết. Rừng biết cây cối cây và hoa cành lá từng chiếc. Những việc chưa kịp làm đã trễ. Người hỡi người ơi ngừng viết. Khơi lời cái tôi mà ta từng giết thiệt. Giải cách nhau ra bằng sự khác biệt. Ác liệt vắt kiệt thanh khiết tâm hồn nhau gượng ép từ giác viết. Rap tiếp cự tuyệt kỷ niệm ngày đó hôm nay định phải chôn sâu. Không có em như trái đất này sẽ ngừng quay. Rồi ta lẻ bóng với con đường này. Thường ngày đứng dậy ghế để ai nắm tay lạc. Lòng quý giá biết bao nhiêu những năm tháng bình thường ấy. Thương thầy vậy mà giữ con và thương mày. Xương dày phụ ông đời người mày đương thấy. Sau ngày nào tỏ tình vẫn còn gượng vậy. Mà giờ chả còn phân biệt hướng đông mày hướng tay. Sống và chết đi theo một quy luật. Ta biết chăn trở gì đến khi mất cuộc đời này phí. Tôi còn bao nhiêu điều bí mật tương dẫn để xấu xí. Nhưng ta không được chú ý duy vật.